Trong khi đó, tại Tây Ban Nha thì đã xảy ra một đám cháy rừng nghiêm trọng hôm thứ Bảy vừa rồi. Gió mạnh và nền nhiệt cao đã khiến cho đám cháy lan rộng. Đám cháy bắt đầu ở đông bắc Tây Ban Nha, đe dọa nhà cửa và buộc ít nhất là 1.500 cư dân địa phương phải sơ tán. Theo dữ liệu sơ bộ thì ngọn lửa đang bùng lên bởi gió mạnh và thiêu rụi 8.000 hecta trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đám cháy ở gần khu vực Alicante vẫn tiếp tục cháy nghiêm trọng vào ngày hôm qua sau khi một cơn dông bùng lên ngọn lửa thiêu rụi ít nhất là 3.500 hecta, buộc ít nhất 1.000 người dân địa phương phải sơ tán. Còn nhiều quốc gia châu Âu như là Ý, Pháp, Tây Ban Nha thì cũng đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, khiến cho nguồn cung cấp năng lượng từ thủy điện cũng như là điện hạt nhân giảm nghiêm trọng. Dữ liệu từ cơ quan nghiên cứu Na Uy Rystad Energy cho biết là trong 7 tháng đầu năm nay ở châu Âu thì sản lượng điện từ thủy điện tạo ra đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn điện từ các nhà máy điện hạt nhân thì cũng giảm 12%. Nhiệt độ cao trên khắp châu Âu đã dẫn đến thiếu nước ở các sông và hồ chứa, làm giảm đáng kể khả năng sản xuất điện của các cơ sở thủy điện. Còn nước sông mà dùng để làm mát các lò phản ứng hạt nhân thì quá nóng, điều này cũng làm hạn chế sản xuất của các nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra thì nhiệt độ cao cũng làm cho các tấm pin mặt trời hoạt động kém hiệu quả.